Xin chào các bạn. Sáng nay thì mẹ mình kêu mình ra chỉ cho mình làm giá. Mà cái giá này hồi tối nha, cái đậu xanh này tối mày ngâm rồi. Ngâm một đêm mình nó cái họ mình nè mẹ. Giờ con để vô gỗ đi, để đậu vô gỗ. Đây, bây giờ để vô đại. Cái cần xếp bấm cạnh khăn để đắp vô, đắp lại. Ấy ra vậy hả mẹ? Ra để cho nó đều ra vậy. Mình cho nó lên cho nó đều. Vì sao nó mẹ? Cái dây xếp bấm cạnh khăn đậy lại. Vậy. Rồi cái con mới tưới nước cho nó đi thấm đều cái khăn, cái con để vô cái bọc muỗng này, con cột lại để vô tối. Dạ. Vì chừng nào nó mới lên mộng. Thì một ngày tưới 3 lần, sáng trưa chiều tối, thì chừng 3 ngày ăn được. Ba lần là sáng tới chiều tối. Chị con bỏ nó sàn nha. Con tưới cho cái khăn này ướt đi, con bỏ vô bọc muỗng, con cột kín lại, con để vô chỗ nào tối á. Cái vô mẹ. Cái vô. Nè. Ở đây con. Kìa, bắt ghế lên con. Bắt ghế lên con. Mẹ. Rồi, ba. Hồi nãy chú Năm kêu ra cho mình cuốn hả? Đã vậy? Chú Năm nói đem nhà ăn đi, chú Năm ngoại còn mình là không ăn chứ hôm nay không ăn luôn. Chú Năm nói đem về nhà ăn đi. Chứ chú Năm không có ăn. Dục cũng vậy à. Vậy là không ăn dùng cái này thôi để làm bánh chú chiên ăn con. Chú Năm chín cho chú Năm mùi rồi hả? Hồi là làm bánh chú chiên để mình không ăn hết là để mời nó mùi. Cái này mùi vậy làm bánh chú chiên ngon à. Nhưng mà Vy ơi, dép con đâu Vy? Mang dép vô con. Dép con đâu rồi? Mang dép vô để đẹp gai con. Con lấy nó chú Năm ơi, cho con miếng bột vậy chiên chuối luôn đi. Sẵn cho con lấy chú chân. Cho con mượn chuối sẵn cho thấy chú chín này muốn làm bánh chú chiên đó. Ừ. Vậy thôi giờ ngâm gạo đi. Để xay bột gạo ra rồi chiên chuối ăn. Ôi Vy ơi, con làm gì đó? Làm bánh chuối thì đem bột chuối. Hả? Bánh chuối đi đâu rồi, đây là mổ à. Té nha con. Té, đi xuống. Thôi vậy giờ con cất cái giá này đi mua bột. Mẹ ơi, gà này nó làm gì này mà nó bay qua bay lại nãy giờ mẹ? Gà đâu? Nè. Gà mặt con gà đó, mặt đen nè. Mấy gà đó. Áp hả? Mặt xấu vậy hả? Mặt đen thù lùi à? Cái măng á. Mặt xấu vậy. Rồi nồi lai. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Đâu rồi? Nè. Đâu? Nè. Đâu? Ngâm con. Đi rồi. Mất thành ngâm. Sao? Đâu rồi? Gà đâu rồi con? Mình mới đi mua bột gạo về nè. Đây là bột gạo. Còn đây là bột mì. Rồi với lại một miếng bột bắp. Nhưng mà cái này là mình không có mua cái bột bánh chuối pha sẵn. Ủa? Bột gì bánh chuối chiên pha sẵn á, mình không có mua. Tại vì cái chỗ mình mua ta không có, cho nên là mình tự pha, mình tự mua mấy này mình tự pha. Hả? Con nói gì con? Cái này là bịch này nửa ký nè. Nhưng mà mình cũng không có ăn hết tới nửa ký lô đâu. Mình ăn chừng hơn nửa cái nửa ký à. Ra đi chơi. Thấy giống Ngọc không? Giống. Ra đi chơi. Đánh vậy? Ra đi coi bánh bột hả? Nè, bánh chuối nè. Cái bột này mình đâu có... Cái bịch kia thì dễ rồi, ta pha sẵn thì dễ rồi. Nãy là bánh mình làm cái một miếng một gạo nè. Để con lột chuối không nha. Lột chuối... Mình đẹp dẹp để... Hay là mình sắc phân nữa. Sắc phân nữa xong rồi đẹp dẹp. Còn không thì để nguyên trái cũng cho ngon. Tại vì mình có nhiều mà mình để nguyên trái đi. Mà mình hơi đẹp dẹp kìa. Ừ. Kìa ba lấy cái mũ sẵn rồi kìa. Cái này thì mình không có liều lựa. Mình không có biết như mình độ á nha. Khoảng 300 gram bột gạo. Khoảng 200 gram bột mì. Với chừng 50 gram bột bắp.
50 gram thôi, ít hay không nhiều. Đó. Cái mình mua bột mì là bột mì đa dụng á. Cái bột gạo á nó sẽ làm mềm cái bánh chuối của mình, còn cái bột mì á thì nó sẽ làm cứng cái bánh chuối của mình mà nó không có xốp. Cho nên là mình bỏ, mình pha bột gạo với bột mì vô chung á thì cái bánh chuối của mình nó giống như bột mì nè, nó sẽ cứng cái bánh chuối nhưng mà nó lại giòn xốp vì có bột gạo vô, nó rất là ngon. Chứ ai da, có đúng gì ba đâu. Mắc cỡ. Chứ mình không pha thì nó sẽ không ngon. Rồi mình chế vô nước vô nha, mình chế nước vô sạch sạch thôi, chế từ từ. Chứ mình nước mình cũng không có liều lượng, bỏ cũng không có liều lượng. Cái này mình ép nửa trái hay là mình ép một trái? Nè, bỏ vô. Sao ấy cô nói là mình đi cắt cái này ra. Ép một trái luôn, cắt cái này ra. Gì con? Có quậy gì vậy? À, tại vì tùy theo loại bột á, bột mới, bột cũ, bột khô thì nó sẽ hút nước khác nhau, cho nên là mình cũng không có nấu được. Mình cứ pha lại, mình cảm thấy nó sạch sạch, mình cảm thấy là nó chiên được là được. Nhớ nha Tiền. Được. Sao hả? Được. Ừ? Sao? Nằm không được không? Nằm được không? Cấn nãy không? Vì hồi sáng thì bà ngoại đút cháo ăn rồi. Lúc mà miếng cháo rồi uống miếng sữa rồi. Sáng này bà ngoại dẫn Vi đi ẩm, Vi đi vòng vòng, Vi chịu mới chịu ăn. Chứ Vi ở nhà thì Vi không có chịu ăn. Nhà đút trần thân đi. Sắp được rồi. Mình bỏ vô đây chút xíu muối. Úp liền hả? Với chút đường. Úp trong nhà không? Hả? Mình làm bánh gì thì mình cũng phải bỏ muối. Chứ mình không có bỏ muối là bánh nó sẽ không có ngon. Bánh gì cũng vậy. Đáng lẽ cái bột gạo mà nó không cục cục rồi nha, nó mịn là mình lượt rồi. Còn cái này nó bị cục cục cho nên là mình không có lượt được. Chứ làm bánh gì thì cũng phải lượt nó mới ngon. Mình để cho bột nghỉ khoảng nửa tiếng thì mình chiên là vừa, chứ mình đem chiên liền bột nó chưa có nó nở, chưa có nở ra, chưa có ngon. Khánh Vy trèo dữ dằn luôn nè. Khánh Vy trèo lên cái chuồng này thấy không? Đó, Khánh Vy trèo đó. Khánh Vy xuống đi con. Xuống xuống, giỏi à. Giỏi nè Khánh Vy. Khánh Vy giỏi nè. Xuống. Ê, trèo với con khỉ vậy. Ngồi trên cái chuồng luôn rồi. Xuân qua đi học tiếng Anh rồi cái Xuân qua về, Xuân qua dạy được Vi là hai từ hello. Hello là gì, nghĩa là gì qua nhà ơi? Bye. Chào Vi, bye đi con. Còn nói bye, cái đó cũng bước trước là bye là hello, cái cũng bắt chước hello. Dầu sôi rồi, giờ mình với Tiền nhảy vô. Nhảy vô tắm. Nhảy vô lăn. Lăn bột. Giờ mình lăn bột bỏ vô chảo. Nói chứ cái này hồi nãy mình đạp nè, thấy nó đều ghê chưa? Tự khen nữa. Vậy chứ bột. Mình thấy cái muỗng hứng mà.
giờ không có cái muỗng. Để con giữ con lấy cái muỗng cho. Để cho ba đánh đây đi. Ơi. À. Ôi dầu nó sôi ghê luôn á. Bỏ vô là nó xèo 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 rồi. Trời ơi. Vớt này ra đó kìa. Thường ta gọi là dầu sôi lửa bỏng. Nhưng mà cái này lửa đâu có bỏng đâu mà dầu vẫn sôi. Dầu bỏng. À, lửa không bỏng như gì bỏng. Dính này dính này. Dẻo cái chữ này chắc phải hạ lửa quá. Hạ lửa đang đi. Lửa bớt lửa rồi, tàn rồi. Lửa tàn rồi mà dầu nó nóng ghê không? Bây giờ là dì hai đem rất nhà. Dì ba với dì tư thì chân chối, dì út với thì giữ em. Còn mẹ. Mẹ là dì con nhà, đây là chuẩn bị hè là camera. Đây là chuẩn chuẩn bị phim trường. Mẹ là camera hành trình. Phim trường thì cũng giống như là chiến trường. Ta thương trường. Chị thương trường, thương trường như chiến trường. Con này phim trường như chiến trường. Thương trường. Phim trường hai tự chế. Chiến trường như chiến đấu. Đây là cái súng. Bằng bằng. Nè cho cái đầu nè. Rớt cái đầu. Còn nhiễu không bọc vô. Thôi kệ không sao đâu, nhím lại á. Hàng gắn vết thương đã. Chị nít. Còn nhiều không? Đang. Còn phân nửa nữa mẹ ơi. Chỉ nhiều nhiều có cái ai lên cậu Năm không cho cậu Năm chứ không? Cậu Năm phát đồ ngọt phải không mẹ? Phát đồ ngọt. Cái miếng này là hồi nãy mình chiên rồi nè mà nó chưa có vàng. Cái bây giờ mình bỏ vô, mình nhúng bột lần thứ hai, mình bỏ vô chảo. Đừng cho cái chỗ nào mà nó bị lủng á, nó bị lủng nó bị để cái nó giá lại. Thơm quá tiền kia luôn á, muốn ăn liền luôn á. Sáng thì chưa ăn gì hết á. Nay mình ăn sáng một chuối. Chuối xiên. Bữa hả ăn kha gì vậy, ăn chuối. Chừa cho ba một lỗ đi. Một lỗ thôi hả? Con qua chụm lửa lên miếng nè. Đây đây đưa mượn ba. Có con đâu mượn ba đâu đâu ra. Coi nè, cái này là làm chồng quay đẹp ghê không? Nhưng mà chưa biết chết. Chưa có vàng. Cái này mình mới chiên có mà một lần hả. Bây giờ mình bỏ ra đây để cho nó ráo dầu, xong rồi nó ráo dầu xong rồi mình nhúng thêm lần thứ hai. Như cái này nè, cái này mình để nó ráo vào, mình giờ mình nhúng một lần hai nha, bỏ vô. Các bạn lưu ý á, cái nào mà mình nhúng một lần hai á, cái tự nhiên nó tròn ra. Cái này mình chiên được một lần rồi nè, giờ mình, cái này chỗ này bị lủng nè, chỗ này bị lủng nè, bây giờ mình giá nó lại ha, giá nó bằng bột. Đó. Rồi, mình xuống một chút xíu thì nó sẽ tròn đều giống như cái đó. Giống như mấy cái kia. Chiên một cái nữa nè. Đó. Vi giỏi ghê không? Vi biết nhà luôn. Mấy cái này là mấy cái nhúng một lần hai hết rồi nè. Tán 500 lửa đi Tiên ơi. Cái này mình nãy lần hai nè, mình làm lửa lớn đại đi. Nó tại vì nó đã chín rồi. Chín nó trong rồi, bây giờ mình chỉ cần. Chỉ cần nó vàng ở ngoài nữa là xong. Tròn thôi. Thơm quá. Cái này sáng sớm mà chứ cứ chiên vậy mà chờ hoài không có ăn chắc chết luôn. Không. Cứ nghe mùi sao chịu nổi. Nhất định nhà mình có ăn nhưng mà vòng vòng sớm tao mới chết à.
bài khắp sớm luôn á. Thơm rất thơm rất. Cái này lần hai. Nhìn cái dạo dầu nó sôi kìa. Ngon ghê ha tiệm. Ừ. Đó mấy cái này nó vàng nè, mình bỏ nó lên. Nhưng mà cho ba để ý đi, bột của mình lần này mình chiên hình như hơi dày nè. Ừ. Đúng không? Mình làm bột lỏng ra hơn nữa ha. Ừ ừ. Trời ơi, sách sách cái ghế thảy vô ngồi liền. Coi này ngủ nữa. Đây là chuối chiên của mình chiên xong rồi nè. Giống gùa không? Hồi nãy mình làm hai lớp bột á, cái là cái bánh chuối nó tròn quay à. Dạ bí bí. Xin mời các bạn nha. Con nói gì với ba nè? Chết rồi, bị mất cục rồi ba ơi. Nay Quyền với lại Linh đi làm mới về ghé chơi nữa. Có lộc ăn ghê luôn á. Dạ bí bí, lại đây. Mỗi lần ghé là mỗi lần. Ngại ghê luôn. Cái này mẹ chị ba chiên cái tiền đầu quay luôn nè mẹ. Vi ơi, ra đây với mẹ nè con. Biết vậy mốt ngày nào cũng ghé nha. Dạ. Ăn đi con. Dạ. Mẹ ăn kìa, cho biết cảm nhận nha mẹ. Cái xấu nhất hồi nãy đâu ta? Đây nè. Đây nè. Ừ, cũng vậy. Cái xấu gì? Đâu? Không có, tại vì ăn cái xấu vậy nè, lấy cái khác. Trời ơi, nó phồng ở trong nè. Nó phồng ở như nó phồng hai lớp này mà cái chuối thì nó mỏng lét à. Y như ngoài tiệm luôn. Chuối này ngọt ghê chị. Dạ hả? Chuối chín mùi á. Chuối này là chú Năm chị cho hồi sáng á. Mẹ mình ăn thì thấy cứng nhưng mà mình ăn thì thấy giòn. Mấy đứa có ra mà ăn thấy giòn. Mẹ lựa cái nào mềm mềm cho mẹ đi. Cái đó ngọt nhất rồi. Ba. Ừ? Ba bán được chưa? Cái đứa nó khen cho ba tiên khéo, nó nói cho ba đi học. Em đi ăn trộm nghề của người ta. Không, cái bột này là bột chị tự pha luôn, chứ không phải mua cái bịch bột chuối chiên. Lên đây, lên vô con quay kìa Lên. Lên này. Lên vô kìa. Chị Linh vô kìa con. Đúng cái đây, đúng cái đây. Nó bỏ kẹo nó để ý bả bấm hai. Đâu ra con cái này con chiên cả chục lần rồi con mới xi ra được á, chứ đâu có ai chỉ đâu. mà chị không có pha bằng cái bịch bột người ta pha sẵn. ăn thử qua cho biết cảm nhận đi. Bữa hổm thì dắt ba đi bán khoai lang nướng được rồi, nay chắc đi bán chú chiên được rồi. Sáng bán khoai nướng, chiều bán chuối chiên. Đâu, sáng bán chuối chiên, chiều bán khoai lang nướng. Chiều tao mới ăn khoai lang nướng nhiều. Sao nãy giờ không ghi chị bán mà hai cân nhớ ủng hộ chị nha. Đó, dạ. Rồi, chị bán chiên giòn quá rồi. Em biết chuối chiên, chuối chiên này chắc thấy ghê, biết sao? Chất lượng hả hai? Cột nhiều. Giòn. Đó, em biết không? Lúc nãy chị bán khoai bột hơi bị đặc á, cho nên bột phải chín chiều mà nhúng hai lần nên lớp ngoài nó dày. Cho nên đây, có bột gạo nhiều quá chị. Rồi chú chiên không? Không. Ăn chú chiên không? Nhiều không ta? Ừ, cũng nhiều á. Bột gạo nhiều hơn bột mì một chút xíu. Ừ, bỏ dính mì. Dạ hả? Ăn nữa đi mẹ. Bỏ dính ra đi. Miếng nào mềm cho mẹ. À, miếng này mềm mẹ. Rồi đi. Chiên nè. Ủa, cho nó rồi hả? Công sức là bẻ. Út bạn thấy sao Út? Ơi dần quá. Đúng rồi á, em ba. Ơi. Chừng đụng mà ở trong chú nó còn ngay à. Đã hả? Nó là mới chiên ngon rồi giòn. Mày ăn giòn mà lộ nghe luôn á. Giòn mà lộ nghe. Nè, chứ giữa nó còn quay vậy nè. Ừ, đâu coi coi. Cũng đẹp nữa. Mà không có dầu không, nè. Ờ đúng rồi. Cái tầm quay à. Đỡ biết phòng lên nó. Ba 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 ba. Mẹ hát đi ơi. Ba ba. Nó ba ba. Nay tóc vi như Hàn Quốc á. Thấy không? Tóc quắn trước á. Ai làm miếng này mày? Dạ.
Mẹ biết này mềm mà. Thôi mẹ ăn heo nó thôi. Mẹ ơi, còn nãy con mới chiên có 1/3 buồng chuối à, còn 2/3 mẹ muốn ăn cái gì không? Chuối hấp. Gì tôi muốn ăn chuối hấp mà. Chứ còn gì nữa đâu. Canh chuối. Cái gì? Canh chuối. Canh chuối nó mùi quá. Bữa nay nấu thì còn kịp chứ ngày mai nấu hết kịp. Ngày mai làm xin tô chuối. Kem chuối. Kem chuối. Kem chuối. Đúng rồi, kem chuối nè, ghi kem chuối đó, mùi kem chuối nó ngon á. Với cái gì mà làm chuối mùi ta, à bánh tét. Tét chuối. Tự nhiên chú Năm cho buồn chuối như về nhà mình phải suy nghĩ. Không phải giờ mà nhà mình ăn cả ngày bằng chuối. Giờ mình phải suy nghĩ là làm cái món gì ăn cho hết cái buồn chuối. Kem chuối đi. Kem chuối chuối mùi ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.